Xin chào cả nhà mình nha. Chúc mọi người là buổi chiều vui vẻ nhé mọi người nhá. Hôm nay thì em sẽ lại tiếp tục lên cho mọi người một video, đấy là giày tây, giày da nam mọi người nhá, hàng mới về. Giày tây đợt này có nhiều mẫu đẹp lắm mọi người ạ. Mọi người mua tranh thủ đi chơi chuẩn bị Tết đi. Tại vì Tết thì mình cần ăn mặc lịch sự ấy, xong rồi là mình mặc những cái đồ như thế ấy. Thì rất là đẹp mọi người nhá. Và lịch sự nữa. Giày thể thao thì mặc với cả quần bò cũng khá là đẹp. Đấy, thế nên là hôm nay em sẽ lên sáng hay lên hai video giày thể thao rồi. Bây giờ sẽ lên một video giày tây để cho mọi người có thể là ngắm và lựa chọn mọi người nhá. Đến với cả một mã đầu tiên đi. Đấy là một đôi giày tây có mã là L12 size 40.5. Và giày này thì là giày công sở màu đen nhá, phun da. Ở đây thì là da bóng, còn ở đây thì là da lì. Kiểu dáng khá là trẻ trung và lịch sự mọi người nhá. Mã L12 size 40.5. Chiều dài size là 250E mọi người nhá. 250E lót bên trong này. Rất là mới luôn. Để em xem là cái hiệu này là của nước nào. Hiệu này mới này. Mario Panucci. Mario Panucci là của Đức mọi người nhá. Giày này là của Đức ạ. Lót bên trong còn rất là mới mọi người nhìn thấy không? Số series bên này mới cứng luôn. Đấy. Và đôi này thì bán cho mọi người là 500 nha mọi người nha. Anh nào hay mặc đồ công sở mặc vest thì dòng này là dòng truyền thống rồi. Nói chung là đi khá là đẹp và lịch sự. Mọi người có vẻ là khách nhà em có vẻ là thích kính hàng si nhỉ mọi người nhỉ? Em cứ lên mẫu nào là hết mẫu đấy. Giỏi thật đấy, mọi người thích kính hàng si. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, bởi vì là em sắp lên cho mọi người những cái mẫu mà đẹp xuất sắc của nhà em vừa mới săn được luôn. Giày tiếp theo nha. Lần Tết thì mọi người săn kính với săn thắt lưng với cả là mũ miết các thứ nhiều lắm mọi người ạ. Thế nên là khách nào nhà em mà phải xem được video ấy là mọi người phải là ưng mã nào mọi người chốt luôn nhá. Chứ chờ xem hết video là không chốt được đâu mọi người ạ. Và mọi người mua hàng thì kết bạn với em, chụp ảnh gửi cho em qua số Zalo nhá. 0987785608 ở trên màn hình. Mã tiếp theo. Đấy là một đôi đến từ thương hiệu... Đôi này có mã B8 nhá mọi người nhá. B8. Giày này thì là của Ý mọi người nhá. Lót bên trong nó còn rất là mới nhá. Số series bên này. Giày này của Ý nhưng mà sản xuất ở Korea, là của Hàn. Chiều dài size là 270 thì nó tương đương với là 42 nhá, chứ không phải là 41.5 đâu. Đây là bố em đánh size rồi. Mã B8 size 42 nhưng mà form này khá rộng, khả năng là 42.5 vẫn đi được nhá mọi người nhá. Để em đo luôn chiều dài size cho mọi người. Anh nào mua giày tây ấy thì mọi người đo lòng bàn chân giúp em nhé mọi người nhá. Đo lòng bàn chân giúp em xong rồi là em sẽ tư vấn mọi người lên chọn. Em đo đôi này thì là dài là 27 phân nhưng mà form rộng lắm mọi người ạ. Tại vì bình thường là form châu Âu chân người ta to ấy. Thế nên đi nó cũng có độ co giãn rồi. Thành ra là mọi người 42.5 là đi giúp em nhá. Fix 42.5 đi giúp em. Đấy. Đôi này thì bán cho mọi người là 600, mã B8 size 42, 600. Hôm qua lên một cái kính của Thom Browne, xong rồi chồng em bảo để đấy cho chồng em đeo mọi người ạ. Thành ra là cái kính đấy là em không bán mọi người nhá. Tiếp theo em lên cho mọi người một chiếc kính đến từ thương hiệu, kính này thì là hàng si mọi người hình dung không, hàng chính hãng. Nhưng mà nó không có hộp. Bởi vì hàng si mà làm gì có hộp. Thành ra em phải đặt thêm một cái hộp bằng da, túi đựng ví, túi đựng kính ấy. Để cho mọi người dùng kính nó sẽ không bị xước sát các thứ, bị vỡ kính nha mọi người nhá.
Và kính này thì khi ở nhận mọi người sẽ được nhận một chiếc khăn lau kính như này. Và mã tiếp theo nhá, lên cho mọi người một chiếc kính đến từ thương hiệu Nui Vu Tông. Kính này là kính nữ nhá. Chị nào mà xem được video này của em thì đấy, mọi người nên gọi là lên lấy cái mẫu này, bởi vì là kính này đeo rất chất luôn. Và kính này thì sản xuất ở Pháp nhá, Made in France. Nui Vu Tông Made in France và có CE kiểm định của tem chống hàng giả nhá. Anh nào có vợ hoặc là có người yêu ấy nên mua nha mọi người nha, hoặc là các chị mà xem được video của em thì đừng bỏ lỡ mọi người nhá. Và kính này thì là của thương hiệu Nui Vu Tông. Đấy, kính mắt màu đen, đen theo kiểu là nhẹ nhẹ thôi chứ nó không phải là đen kịt đâu mọi người ạ. Và kính này thì rất đẹp nhá. Rất chất luôn. Kính này thì em bán là 500, mã K18. 500 mọi người nhá. K18 500. Kính này khả năng là khách nhà em là kiểu gì có mấy cái chị mà là chuyên săn những cái hàng vip vip này là khả năng là thích lắm này. Đấy. Và kính này thì có mã là K18 nhá, 500 ạ. Em lên like cho mọi người xem. Đấy, anh nào mà ưng hoặc là chị nào xem được video của em thì ưng thì chốt đơn mã này nhá. Tiếp theo, em lên cho mọi người một đôi giày. Tiếp theo của hàng nhá. Giày này thì thiết kế vặn dây nhưng mà phun da ấy. Form này thì em cũng thấy nó khá to, chẳng biết có phải size 41.5 không. Đôi này thì độ mới khá cao mọi người nhá. Đôi này độ mới khá cao. Mã là L14 size 41.5. Lót bên trong còn rất là mới nhá mọi người, để em đo xem nào. Đôi này thì bán cho mọi người là 600. Chiều dài size là 27 cm. Đúng rồi, 27 cm là 42 nhá. Chân này chân 42 đấy mọi người ạ. Mã L14 nhá, size 42. Đôi này bán cho mọi người là 600. Lót liếc các thứ bên trong đầy đủ hết. Vẫn rất là mới nhá mọi người nhá. Và đôi này độ mới phải rơi tầm khoảng hơn 90%. Đấy. Đi cái giày và kiểu vặn dây này nó tiện lắm mọi người ạ. Nó không phải gọi là thắt dây làm gì cả mà mọi người chỉ cần... mọi người không cần phải buộc dây nên là đi đâu nó cũng tiện ấy. Mình đôi khi là kiểu mình đi chúc Tết, mình vào nhà người ta chúc Tết ấy, xong rồi là mình lại đứng đi luôn, tại vì vào chúc cái xong lại ra mà, thành ra là cứ ngồi để thắt dây thì hơi mệt ý. Đấy, nhưng cái đôi này ấy mà mọi người mặc với cả quần kaki hay là quần bò đều rất là chất nhá mọi người nhá. Tiếp theo, mã H13 size 40. Size 40, đôi này bán 600, đế thì hơi mòm xíu. Da bên trên thì rất là mới mọi người nhá, không hề xước sát hay là hở keo gì cả. Số seri bên này. Lót bên trong vẫn còn rất là mới, mọi người nhìn thấy không ạ? Và đôi này thì siêu nhẹ luôn. Bác nào trung trung tuổi đi mẫu này hợp lắm ấy mọi người ạ. Rất là hợp luôn. Mọi người mặc với cả đồ gì cũng hợp. Và đi nó rất là nhẹ. Những cái bác mà kiểu chưa tầm cao cao tuổi một chút thì là nó sẽ hay bị đau lưng. Đấy, mà mình đi giày và những cái đôi siêu nhẹ như này thì rất là thích. Sẽ không bị đau chân, đau lưng nhá mọi người nhá. Mã tiếp theo. Đôi này thì form to. Đợt này thì em lấy được khá là nhiều form to, 42, 43 cũng nhiều nhá mọi người nhá. Tại vì là bình thường khách nhà em là toàn chân 41, 42 thôi. Nhưng mà đôi khi lại có khách chân to đặt riêng. Thế là đợt này em lấy chuyên là 42, 415 mọi người nhá. Form này khá rộng, đôi này size 42. Mã là L6 nhá. Size 42. Đôi này chiều dài size là 270 mọi người nhá. Lót bên trong vẫn khá là mới ạ. Và giày này thì đến từ Anh nhá, hiệu của Anh mọi người ạ. Đôi này thì bán cho mọi người 500.
dày lười nhưng mà thiết kế kiểu dây ở đây nhìn trông khá là trẻ trung và mọi người mặc với cả đồ gì cũng được, mặc với quần kaki hay là quần bò đều được. Quần vải thì đôi này khá trẻ, mọi người chỉ nên mặc quần vải với cả những cái đôi giày ví dụ giày tây hay giày công sở ấy, nó sẽ hợp hơn mọi người nhá. Tiếp theo em lên cho mọi người một chiếc thắt lưng đi. Thắt lưng thì chính hãng nhà em hiện tại đang giờ còn có 5 mẫu mọi người ạ, 5 mẫu. Để lên từ từ từng mẫu một nha. 5 mẫu. Hôm trước thì có lên rồi và những cái mẫu đấy thì đã bán hết rồi, bây giờ còn 5 chiếc. Đây là một chiếc thắt lưng đến từ thương hiệu Gucci mọi người nhá. Đây hàng này là hàng chính hãng hết. Mọi người thấy ở cái phần dưới của cái phần dây ấy, thì nó cũng có chữ Gucci, đằng sau da thì là đều là da thật hết mọi người nhá. Đây, mặt đằng sau nó sẽ như này. Ở đây thì nó có cả số series thông số nhá mọi người nhá. Made in Italy Gucci này. Đấy, ví dụ như thắt lưng mà ví dụ như kiểu hàng 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 layout làm từ da bò ấy thì em không nói, nhưng mà đây là thắt lưng chính hãng mọi người nhá. Đây, thắt lưng chính hãng thì thường là sẽ có đầy đủ tất cả các thông số. Ví dụ như giày mình đi thì nó còn mờ được nhá, nhưng mà đối với cả thắt lưng thì là nó dập rồi, với cả là mình đeo ít thành ra là nó chữ nó vẫn còn rất là mới. Và hiệu này là hiệu Gucci nhá, có hình con rắn. Mã là TL3, thắt có nghĩa là ký hiệu của thắt lưng ấy. Đấy, thắt lưng này thì em đang bán là 750 một chiếc thắt lưng của hiệu Gucci mọi người nhá. Tiếp theo lên cho mọi người một chiếc thắt lưng nữa. Thắt lưng này thì nó cũng y xì cái thắt lưng này nhưng mà mặt của nó màu đen. Đấy, có mã là TL4 nhá. Cũng bán là 750, mọi người lấy thắt lưng nào cũng được. Đấy, và em chỉ còn có 2 chiếc của thương hiệu Gucci thôi. Đấy, em sẽ để đây cho mọi người nhá. Vừa để trưng bày và có khách thì sẽ bán luôn. Đấy. Tiếp theo đấy là một chiếc thắt lưng của thương hiệu Louis Vuitton. Thắt lưng này thì trung trung tuổi, các bác trung trung tuổi hoặc là các anh mà tầm khoảng ngoài 50 ấy là đeo rất là hợp nhá. Cái này thì là nó có màu nâu. Và nó không phải là cái màu nâu bình thường đâu mà nó nâu kiểu nó hơi phai phai của da bò của da thật ý, bình thường. Cái này thì là ở đây nó cũng dập nổi chữ Louis Vuitton mọi người thấy không? Cái màu da của nó hơi đậm đậm một chút, nó không phải là màu vàng vàng như cái thắt lưng mà mọi hôm em lên làm từ da bò đâu mọi người nhá. Và thắt lưng này thì có mã TL1 cũng bán cho mọi người là 750 nhá, hàng này hàng chính hãng. Hàng chính hãng mọi người nhé. Tiếp theo lên cho mọi người 2 chiếc thắt lưng nữa của cũng thương hiệu của Gucci với cả Louis Vuitton nhưng mà mẫu phiên bản trẻ hơn mọi người nhé. Đây, để em tại vì thắt lưng này ấy, là những cái mà mọi người sẽ phải đeo hàng ngày, thành ra là em sẽ lên cùng với cả thắt lưng cùng với cả video giày tây ấy, nó sẽ hợp hơn. Đây là một chiếc thắt lưng của thương hiệu Louis Vuitton nhé mọi người nhá. Đây, bề mặt da mặt trên của nó là chính hãng hết mọi người nhá. Mặt sau thì nó sẽ như này, nhám như này mọi người nhá. Và thắt lưng này thì hiện tại là em đang bán là 750. Đấy, nhưng mà hôm nay còn có 2 chiếc thôi mọi người ạ. Còn có 2 chiếc, đằng sau lại mạ vàng nguyên khối hết mọi người nhá. Đây, đấy. Cái mặt của nó mạ vàng nguyên khối, dây thì như nhau thôi, có mỗi gọi là cái mặt thì là khác nhau. Và thắt lưng này thì hôm nay em trên live em bán cho mọi người với giá là 550 thôi mọi người nhá. Còn có mỗi 2 chiếc của cái mẫu này. Thành ra là bác nào lấy thì lấy cho em cho nó gọn. Bởi vì thắt lưng thì hàng Tết ý, thì không có nhiều đâu ạ. Tại vì em không chưa làm thắt lưng. Hàng này là nó dính ở trong kiện và gọi là thi thoảng thì mới dính đấy. Thành ra là mọi người mà lấy được thì sẽ tốt hơn. Ví dụ như người ta chuyên, người ta có thể là lồng lồng ghép gọi là đồ này đồ kia vào ấy, nhưng mà hàng này là hàng chính hãng hết mọi người nha, và là hàng si đấy, da thật 100%, là mọi người mua hàng bên em thì được check và kiểm tra hàng thoải mái. Và những cái mẫu này ấy, thì là mọi người thấy là mọi người mua hàng si ấy sẽ không bao giờ bị đùng hàng so với cả các bên khác ở bên ngoài. Bây giờ người ta làm lạ làm giả các thứ nó cũng tinh vi lắm mọi người ạ. Tiếp theo nhá,
Đôi này thì đến từ thương hiệu XQuel đấy, và mã này mã L18 size 41. Tôi này bán cho mọi người 500 nhá mọi người nhá. Lót bên trong vẫn còn rất là mới. Đấy, thông số seri bên này vẫn rất là mới mọi người nhá. Chiều dài size của đôi này là 265E thì tương đương với là size 41. Đôi này thì rất là mới, đây là em còn chưa đánh xi đâu nhưng mà rất là mới mọi người nhá. Tiếp theo nhá, đây là một đôi giày kiểu giày lười ấy, nhưng mà thiết kế thắt dây và cổ này thì là cổ lửng mọi người nhá. Mã là L11 size 40.5. Đấy, và đôi này thì chiều dài size là 255, cổ lửng. Nó thắt dây ở đây thì nói chung là cũng chỉ để trang trí thôi. Bên này thì nó có khóa kéo, mọi người đi giày thì có thể là kéo khóa xuống xong rồi cho chân vào ấy, rất là thoải mái. Cái này thì đôi này thì bán cho mọi người là 550, mã L11 nhá, size 40.5, 550 đôi này. Tiếp theo là một đôi giày lười có màu nâu gụ nhá. Đôi này thì đế hơi mòn một xíu mọi người ạ. Đôi này thì mã là L17 size 41 ạ. Đôi này bán cho mọi người là 400. Lót bên trong còn rất là mới nhá. Hiệu này là của Hàn. Thông số seri bên này vẫn còn nguyên. Đấy. Phạm riêng ra rồi, xong rồi kiểm size là có đủ 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 size gì không? Tiếp theo đôi này là giày công sở mọi người nhé. Đôi này thì mũi nó hơi vuông một chút, không phải giống như cái đôi đầu lai đâu mọi người. Thiết kế khâu viền ở đây khá là trẻ trung. Đấy, da thì là da xịn nhá, không hề có một tí xước sát gì. Gót đằng sau này đế thì hơi màu một tíu cho mọi người nhá, tại vì hàng si thì là người ta cũng đi rồi ấy. Đấy, lót bên trong à, vẫn còn nguyên bản luôn mọi người nhá. Mẫu này thì mã là L10 size 40.5, chiều dài size là 255. Đôi này bán 550 mọi người nha. Theo lên cho mọi người một đôi giày lười nhá. Đôi này thì là có màu đỏ rượu vang. Đôi này màu đỏ rượu vang nhá mọi người nhá, không phải màu đen đâu. Và đôi này thì độ mới cũng khá là cao, hiệu Rockford. Lót bên trong cũng rất là mới nhá. Mã L3 size 40.5. Đôi này thì bán cho mọi người 500, lót bên trong rất là mới.
đôi này thì đôi này thì dáng giày thể thao mọi người nhá, phun ra hết, lót bên trong còn rất là mới. Và đôi này thì da mềm lắm mọi người ạ, mã L5 size 40. Đôi này thì hợp mặc với cả quần bò nó sẽ đẹp hơn. Đây, số series bên trong vẫn nguyên, size này là size 40. Và đôi này thì hơi cũ một chút mọi người nhá. Đôi này thì bán cho mọi người bằng giá xả luôn. Em đang bán là 400, hôm nay trên live bán cho mọi người bằng giá xả là 300, mã L5 size 40. Đó, mọi người về thì đôi này thì rất là mới, da các thứ vẫn ngon, nhưng mà cái phần đế của nó hơi vàng, cả hơi mò một chút, thành ra là bán luôn cho mọi người bằng giá xả. Đấy, và đôi này thì cũng là mã cuối cùng nhá trong chương trình live hôm nay. Mọi người mua hàng nhà em, chốt đơn thì inbox cho em qua số Zalo trên màn hình nhá, 0987785608 ạ. Và mọi người đừng quên là bấm kênh theo dõi và đăng ký của shop nhá, để theo dõi những video mới nhất. Em xin phép là dừng video ở đây. Em chào tất cả mọi người.